Có nhiều loại cây xanh có thể làm giảm nhiệt độ phòng đến 10 độ, đồng thời giúp duy trì độ ẩm trong nhà từ 30% đến 60% khi thời tiết quá khô và nóng nực. Thứ nhất là trầu bà. Trầu bà không chỉ đẹp, nó còn có tác dụng giảm nhiệt độ, tạo ẩm và cân bằng ion âm trong không khí. Nó có thể giảm độ khô của không khí trong nhà từ 10 đến 20%, giảm nhiệt độ từ 1 đến 2 độ C, tạo cảm giác mát mẻ và dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, trầu bà còn hấp thụ các chất có hại trong không khí như formaldehyde, xylen, toluene, benzene và ammoniac. Nó cũng có thể làm tăng lượng oxy trong não, giúp cho con người cảm thấy tỉnh táo và vui vẻ hơn. Thứ hai là lưỡi hổ. Lưỡi hổ là cây mọng nước. Nó có thể thoát hơi nước, giải phóng hơi ẩm nhiều và bay hơi vào không khí, nhờ đó giúp bạn cảm thấy mát mẻ, dễ chịu hơn. Ngoài ra, lưỡi hổ còn giải phóng oxy vào ban đêm, giúp bạn ngủ ngon hơn. Loài cây cảnh này còn được biết đến với khả năng loại bỏ các chất độc trong không khí, hấp thụ bức xạ từ các thiết bị điện tử. Trong phong thủy, cây lưỡi hổ có tác dụng xua đuổi tà ma, chặn đứng những điều xui xẻo, rước tài lộc và may mắn đến cho gia chủ. Thứ ba là đa búp đỏ. Đa búp đỏ là một trong những loại cây cảnh phong thủy nổi tiếng. Nó tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc, giúp gia đình hòa thuận, trong ấm ngoài êm. Cây cảnh này phù hợp nhất với những người mệnh hỏa. Không chỉ vậy, đa búp đỏ còn được ví như một chiếc điều hòa mini. Cây càng có nhiều tán lá, lá càng to thì càng có nhiều hơi ẩm thoát ra ngoài không khí, giúp phòng mát mẻ hơn trong những ngày hè. Thứ tư là vạn niên thanh. Loại cây này có tốc độ thoát hơi nước cao, giúp làm ẩm không khí xung quanh. Nhờ đó nhiệt độ phòng sẽ giảm xuống được vài độ. Cây vạn niên thanh cũng có khả năng thanh lọc độc tố trong không khí, giúp bầu không khí trong lành hơn. Trong phong thủy, cây vạn niên thanh có thể hóa giải sát khí, mang lại may mắn, tiền tài cho gia chủ, nên được nhiều người trồng làm cảnh trong nhà. Cây cảnh này đặc biệt hợp với người mệnh thủy và mệnh kim, vì lá có màu xanh và trắng đan xen. Thứ năm là cây xanh cảnh. Cây xanh có thể trồng ngoài vườn lấy bóng mát, cũng có thể trồng trong chậu, tạo dáng bonsai. Nó vừa có thể trang trí không gian sống, vừa giúp mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ, giúp các thành viên trong gia đình hòa thuận. Xanh cảnh cũng là một trong những loại cây giúp không khí trong phòng ẩm và mát mẻ hơn. Vì vậy, vào mùa hè này, bạn có thể trưng một cây xanh cảnh trong nhà. Nhưng lưu ý, nên đặt cây ở nơi có ánh sáng tán xạ để cây phát triển tốt. Thứ sáu là cây cảnh họ cọ. Một số loại cây cảnh họ cọ có thể kể đến như cau cảnh, dương sỉ, cây cọ, vân vân. Chúng có các khí khổng nhỏ, có thể hấp thụ khí CO2 và giải phóng khí O2, đồng thời tăng độ ẩm, giúp hạ nhiệt độ vào những ngày hè. Không chỉ đẹp và hạ nhiệt độ, thanh lọc không khí, cây cảnh họ cọ còn mang nhiều ý nghĩa cát tường trong phong thủy. Lá cây trông giống như những bàn tay to hướng lộc, nên được cho là đem lại nhiều tài lộc, sự sung túc cho gia chủ. Thứ bảy là nha đam. Hầu hết mọi người đều biết đến nha đam là một loại nguyên liệu để làm đồ ăn, thức uống, chữa vết bỏng, vân vân. Nhưng nha đam có hàm lượng nước cao nên nó có thể là một trong những loại cây hàng đầu có tác dụng hạ nhiệt trong nhà. Chỉ cần nhớ rằng cây nha đam ưa nắng, bạn hãy đặt cây ở nơi có nhiều nắng trong nhà, đồng thời cần tưới nước thường xuyên vào mùa hè là được. Thứ tám là lan chi. Cây lan chi phát triển mạnh mà không cần chăm sóc nhiều. Nhưng đó chỉ là một trong nhiều lý do bạn nên cân nhắc trồng nó trong nhà. Cây có khả năng thanh lọc không khí tuyệt vời, có thể hấp thụ các chất độc như formaldehyde và xylen. Ngoài ra, cây lan chi thường có nhiều lá tạo bóng mát trên bề mặt nóng, giúp giảm sự mất độ ẩm trong những ngày hè. Vì vậy, bạn cũng có thể trồng vài chậu lan chi trong nhà vào mùa hè này để giảm nhiệt độ. Thứ 9 là cây lan ý, còn có tên gọi khác là thuận bồn xuôi gió, huệ hòa bình, vân vân. Đây là cây ưa bóng nên có thể sống tốt nếu trồng trong nhà. Cây lan ý có lá xanh quanh năm, giúp làm mát mắt, hạ nhiệt, cái nóng của mùa hè. Nó còn có khả năng lọc và điều hòa không khí, giảm khí độc như benzene, trichloroethylene và formaldehyde. Tốc độ bốc hơi của nó giúp giảm khô mũi, cân bằng trường khí trong nhà. Thứ 10 là cây bàng Singapore.
Cây vàng Singapore được ví như lá phổi, giúp thanh lọc không khí, hút khí thải, khí độc để trả lại bầu không khí trong lành mát mẻ. Lá cây vàng to và xanh tốt quanh năm, giúp giảm bớt cái nóng oi ả của mùa hè. Trong phong thủy, cây vàng Singapore sẽ xua đuổi được vận khí xấu, mang đến nhiều may mắn và tài lộc, tốt cho đường công danh sự nghiệp lẫn tình duyên của gia chủ. Trên đây là 10 loại cây cảnh phổ biến có thể làm dịu không khí oi bức vào mùa hè nắng nóng. Nếu còn sót cây nào nữa mà video mình chưa nhắc tới, mong sự góp ý từ các bạn để mình biết thêm. Hẹn gặp các bạn vào video sau nhé!